Kéo bẩn hết váy chị. Bẩn nó còn gì nữa. Chị ăn hại chị chết em. Chị mà làm xấu đây. Ai giày không trắng xuống lấy bắt dí cho chị kia. Sao mà đến được tuột được. Bẩn biến thân đấy. Sợ mà con này bệnh rồi. Con bảo con này bệnh gì? Con ngoái cổ bệnh gì? Kéo nó cắn đấy, nó ngoái cổ nó đớp kìa. Nhớ, kinh quá. Nó mất người rồi, lấy này thả nó ra đi. Hả? Nó bị người nấm rồi. Đâu? Không bị gì. Khổ quá. Khổ nhỉ. Bỏ về cho em. Này nấm nấm chỗ nào? Nấm nào mà đấy? Con da da nó bình thường này và nấm. Ờ nó khỏe thế này. Kéo nó cắn đấy. Bỏ cái túi. Nó ngoắc qua quay đầu lại này. Ghê ghê nhìn cái đầu em ghê ghê. Quặn nhạt tới cười nhé. Rồi. Hết rồi. Cái quả là xe đi nữa. Cái đấy. Ê, ê, đây nó thọt rồi. Bỏ cái túi xách ra.